Chào mừng bạn đang đến với kênh Tự Chữa Lành. Mình là Ngọc Xuân. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo của quyển sách có tựa đề Bí mật của thịnh vượng của tác giả Marcus Rogan. Sách do em Lê Thu Hân và cộng đồng quyên góp kinh phí dịch và chia sẻ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với nội dung tiếp theo, cũng là tập cuối của quyển sách này. Swami Ramananda Maharaj. Nếu bạn nghĩ là sự giàu có và tâm linh thì không thể trộn lẫn với nhau được, hãy gặp Swami Ramananda Maharaj. Ông ấy sống cùng khu phố với tôi. Ông ấy biết những người giàu có nhất thế giới, cả về mặt cá nhân cũng như theo danh tiếng. Ông ấy đã được bay bằng những máy bay phản lực tư nhân của Hoàng gia Luân Đôn và là cố vấn về mặt tâm linh cho một số những người quyền lực nhất trên thế giới. Ông ấy có thể nói là được bơi trong đống tiền, nhưng theo phong cách đích thực của Swami, ông ấy dùng số tiền đó để giúp đỡ trẻ mồ côi ở Ấn Độ và những người khác đang cần giúp đỡ. Tôi đã nhờ ông ấy chia sẻ sự hiểu biết của mình. Sau đây là những lời ông ấy đã nói. Khi tôi làm việc với những người như Elton John, C. Butler Miller tại trung tâm yên tĩnh ở Điện Caesar, nơi tôi là người điều hành, tôi luôn luôn nói chuyện với những người khác về việc khiến cuộc sống của họ luôn bền vững. Tôi nghĩ là khi các bạn nhìn vào của cải từ góc nhìn của chúng tôi, bạn thật sự phải chấp nhận ý tưởng này, rằng tất cả mọi thứ chảy vào trong ta là một nữ thần và nàng cần phải được tôn trọng. Khi bạn nhìn vào nó từ góc nhìn đó, nó thay đổi phương thức mà bạn xử lý chuyện tiền bạc, nó thay đổi cách nhìn của bạn về sự thịnh vượng, và bạn bắt đầu nhìn cuộc đời của bạn bằng quan điểm về sự ổn định. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao mà truyền thống Hindu bao quát khái niệm này, rằng thịnh vượng là tốt, bền vững là tốt. Nhiều người đã đến gặp tôi để hỏi cách làm sao mà họ có thể cải thiện cuộc sống của mình, cách để họ có thể đem sự thịnh vượng vào cuộc sống của mình, cách họ có thể tạo ra một hoàn cảnh bền vững hơn trong cuộc sống cho bản thân họ. Đầu tiên, ta hãy bắt đầu với tâm trí, bằng yoga, bằng thiền định, với một thái độ tinh thần tích cực hơn. Khi bạn tỉnh giấc mỗi ngày, đừng bật kênh CNN lên, đừng lướt Facebook và cũng đừng chạy thẳng đến các cửa hàng Starbucks. Điều đầu tiên bạn làm là tập giãn cơ. Bạn bắt đầu hít thở và bạn đưa bản thân vào một trạng thái tâm lý tích cực để dễ lĩnh hội. Khi bạn đã dễ lĩnh hội rồi, thì bạn có thể hỏi về sự thịnh vượng. Bạn có thể áp dụng phong thủy lên nhà bạn để tạo ra sự thịnh vượng. Bạn biết đấy, tôi đã làm việc cùng với nhiều người bị trượt dốc trong thất bại. Một vài người hoàn toàn mất đi tài sản của họ và chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi bắt đầu nhìn vào nơi họ sống. Chúng tôi bắt đầu nhìn vào lối sống của họ. Tôi bắt đầu nhìn vào trạng thái tâm lý của họ và tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi. Vậy nên với tôi thì được thấy những thành công đó thật là tuyệt vời. Tôi biết một vài người mà tình hình kinh doanh của công ty họ sắp chạm đáy và chúng tôi cùng tạo lên sự thay đổi và đem đến năng lượng tích cực. Và rồi những người đó sau lại báo cáo với tôi là họ kiếm được 25 triệu trong 2 tuần. Với họ, đó như một phép màu. Những người đó đang tạo ra một khối lượng tài sản ghê gớm và những của cải đó được đầu tư vào bệnh viện, trại trẻ mồ côi và giáo dục để nâng một nhóm người lên tầng cao hơn. Vậy nên việc dạy cho những người đó cách dùng năng lượng, prana, sinh lực là hết sức quan trọng. Tôi rất thích thú bởi vì đó là phương pháp mà tôi cảm thấy là có thể giúp tôi làm việc với mọi người và chia sẻ tất cả các tri thức, nghiên cứu và thông tin góp nhặt được trong nhiều năm ở Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Sri Lanka, khắp nơi quanh thế giới. Tôi đã dành cả khoảng thời gian 50 năm về trước hay gì đó, sống hoàn toàn ở trên đường và học hỏi từ bất cứ bậc thầy nào sẵn sàng gặp tôi. Đó là về việc khiến cuộc sống của ta giàu có hơn, bền vững hơn, tâm linh hơn. Bạn biết đấy, đó là bằng cách tâm linh hóa của cải của bạn, cũng như là sức khỏe của bạn. Khi bạn làm quen với một số người mà bạn thấy được thật sự ở đỉnh chóp,
những người siêu giàu. Tôi đã làm việc với họ trong nhiều chương trình từ thiện. Tôi đã ở trong ban giám đốc của nhiều tổ chức từ thiện khác nhau, từ các trường học cho trẻ điếc và trẻ mù. Chỉ riêng ở Ấn Độ, tôi đã có 1.200 trẻ mồ côi mà tôi làm việc với mỗi ngày. Và những người giàu đó là những người đã đến và hỗ trợ tôi. Trái tim của họ thấu hiểu điều mà tôi đang cố gắng làm và họ cảm thấy là họ có tiền và số tiền đó đã được Chúa ban cho họ để làm những điều tốt. Vậy nên tôi cho rằng cái ý nghĩ là tất cả những người giàu có đều là người xấu hay tất cả những người giàu có đều ích kỷ là hơi bị vớ vẩn. Bởi vì nếu bạn thật sự tin vào điều đó thì sẽ không có tiền cho những việc từ thiện lớn của ta, cũng như không có tiền cho các chương trình học bổng. Những điều đó đều đến từ những người giàu. Rất nhiều các hội trường lớn được xây dựng để cho việc tụ tập ở nơi công cộng của chúng ta, như phòng nhạc giao hưởng, opera, ballet, v.v. Tất cả đều được xây dựng cho sự phong phú của chúng ta. Vậy nên bạn phải nhìn vào của cải như một cơ hội. Cơ hội đó đột ngột được giao cho bạn để bạn làm tất cả những điều mà bạn đã mơ về trong cuộc sống của bạn, và không chỉ cho bạn mà còn cho gia đình bạn và những người khác nữa. Sự thịnh vượng là cơ hội và sức mạnh, và tự tin rằng bạn có thể hiện thực hóa tiền bạc thành tất cả những điều bạn muốn nó trở thành. Để thịnh vượng đến được với nhà bạn, cô ấy cần phải được mời đến. Tất cả mọi thứ trong nhà bạn phải được để ở nơi thích hợp theo phong thủy, thuật Vastu, và thái độ của bạn cũng phải đúng mực. Những CEO thành đạt, giàu có, những người lãnh đạo các tổ chức đó, họ đều biết rằng tất cả đều là về năng lượng và cách bạn có thể giữ cho năng lượng tích cực. Có một lời mà tôi đã từng cầu nguyện khi còn ở Ấn Độ. Khi ấy, tôi đã ở trong một tu viện. Tôi đã cạo đầu trong những màn đầu tiên trở thành con người của tôi hôm nay. Tôi nhớ là tôi đã quỳ xuống và nói với Chúa rằng tất cả những gì là bản thân con và tất cả những gì mà con có là cho người và cho những công việc của Ngài trên trái đất. Và ngay khi tôi thốt ra lời cầu nguyện đó, tiền bắt đầu đến với tôi như thể thác đổ vậy. Tôi đã là 1 triệu phú khi tôi 35 tuổi và tôi xem đó là một cơ hội vàng để ra ngoài và để cho đi và cho đi. Khi bạn chia tay thế giới này, sẽ có cái gì trong tài khoản ngân hàng tâm linh của bạn? Tài khoản ngân hàng tâm linh của bạn là tất cả những gì bạn đã cho đi, nhưng bạn lại không thể cho đi bất kỳ điều gì nếu như mà bạn không có gì. Vậy nên, bạn phải chào đón sự bền vững và giàu có vào trong cuộc đời bạn để bạn có thể tạo ra sự khác biệt trên thế giới này. Đó là chìa khóa quan trọng để tôi có thể sống một cuộc đời khỏe mạnh, thành công, hạnh phúc, giàu có một cách trọn vẹn trên trái đất này. Tất cả chúng ta đều là những người được ủy thác đối với của cải. Ta có thực sự sở hữu bất cứ điều gì trên thế giới này không? Chúng ta đi vào đời trần trụi và cũng sẽ rời bỏ thế giới này trần trụi như thế mà thôi. Bạn không thể đem nó theo cùng bạn. Hãy nhìn vào các pharaoh Ai Cập vĩ đại và đống vàng họ được chôn cùng. Chẳng còn gì ở lại đó nữa, tất cả đều đã bị lấy đi. Chẳng có cách nào bạn có thể giữ lại bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nhưng hãy để chúng đi qua bạn và là một người quản gia tốt cho những gì bạn được cho trong khi bạn vẫn còn giữ nó. Đó là chìa khóa để tạo nên sự khác biệt. Bạn phải tạo ra được một sự khác biệt trong cuộc sống của bạn trước khi bạn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác. Vậy nên tự chăm sóc bản thân mình thật tốt là rất quan trọng. Bạn không phải luyện tập cách phủ nhận sự thật nào đó. Tôi nghĩ điều quan trọng là ta nên chào đón sự giàu có vào nhà ta. Làm điều gì đó thật tốt cho bản thân bạn và gia đình bạn, và làm điều gì đó tuyệt vời cho những người khác. Bạn biết đấy, đó mới là sự cân bằng thực sự của cuộc sống. Namaste. Swami Ramananda Maharaj, tác giả của Hạnh Phúc Ngay Hiện Tại và Từ Ấn Độ Với Tất Cả Yêu Thương. Richard Helfrich. Khi tôi gặp Richard vào năm 1989, anh ấy đang làm chủ một công ty điện ảnh và đã dành 5 năm để phục hồi trái tim của mình
để tránh phải làm phẫu thuật thay tim. Anh ấy sở hữu nhiều biệt thự ở Hollywood, Hawaii, Palm Springs và có thể là vài căn nữa mà tôi cũng chưa biết đến. Khi anh ấy ra khỏi nhà, anh ấy phải nghĩ xem là nên đi bằng chiếc xe Rolls, Mercedes, Porsche hay Ferrari. Thế mà cho dù là vậy, anh ấy vẫn là người hết sức tâm linh và tôn trọng mọi sự sống. Giống như tôi, cuộc truy tìm chân lý và sức khỏe đích thực của anh ấy đã dẫn anh ấy đến việc rời bỏ Hollywood và đơn giản hóa cuộc sống của mình xuống chỉ còn những điều quan trọng. Giờ anh ấy là cố vấn sức khỏe cho những người nổi tiếng nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Chúng tôi đã là bạn tốt của nhau trong gần 25 năm đến nay, và khi tôi nhờ anh ấy chia sẻ bí mật để viết vào cuốn sách này, anh ấy đang trên một chuyến bay đến Argentina. Anh ấy gửi cho tôi tin nhắn sau đây qua email. Học tập y học đã trở thành tình yêu và đam mê của tôi sau khi gặp Marcus. Tôi đã quyết định hoàn toàn rời khỏi ngành giải trí và tập trung vào y dược tự nhiên. Sau khi đã dành 10 năm làm việc trong ngành này với các bộ phim của Steven Spielberg và của nhiều người khác, đó là một bước nhảy vọt của niềm tin để xem một nghề nghiệp có thể được rèn đúc từ những điều tôi học được để tự cứu mạng mình không. Đã đạt được thành công trong ngành giải trí, trong nhiều năm, tôi đã đưa ra lời khuyên khi người ta hỏi là thành công đến từ việc đặt một cái chân lên trước một cái chân khác và hướng tới một mục tiêu mà không quá tập trung vào việc bạn sẽ đến đó bằng cách nào. Tôi đang áp dụng lời khuyên đó cho chính tôi và không quan tâm là tôi có kiếm được xu nào không, bởi vì giờ tôi sẽ chỉ làm những điều mình thích mà thôi. Dựa vào lời trích dẫn nổi tiếng của Đô đốc Bird, khi được hỏi rằng ông ấy đã bắt đầu trở thành người đầu tiên khám phá ra Nam Cực như thế nào. Đó là chỉ khi anh ta hoàn toàn tận tâm thì tất cả các tài nguyên vật chất mà anh ấy chưa từng có thể tưởng tượng mới bắt đầu hiện thực hóa. Vậy nên là tôi bắt đầu chống trả những gì đến tấn công tôi, ung thư, virus, bệnh tự miễn, v.v. Thái độ của tôi là hãy tìm hiểu nó, và sau khi phục hồi trái tim của tôi, thì tôi cảm thấy là chẳng có điều gì mà cơ thể lại không thể chữa trị được. Không có nút tự hủy nào trong cơ thể đâu. Tôi đã rất may mắn khi có nhiều người đặt niềm tin vào tôi về sức khỏe của họ và đã được chứng kiến trong nhiều năm nhiều những câu chuyện thành công từ những người có can đảm đấu tranh cho cuộc sống của họ và không chấp nhận làm một nạn nhân, nghĩ rằng các căn bệnh của họ là do vấn đề thiếu sót dược phẩm. Tôi cũng đã có vinh hạnh được làm việc với những người như công nương Diana, người đã khuyến khích tôi viết cuốn sách đầu tiên của tôi và hỗ trợ với việc xuất bản, mở cửa cho tôi viết thêm 3 cuốn sách nữa về tất cả mọi chủ đề, từ việc cơ thể vận hành thế nào đến ta cần phải làm điều gì để có một hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Tôi đã làm việc với nhiều ngôi sao, các vua công nghiệp và những người nổi tiếng khác, v.v. Có một đặc tính mà tôi luôn tìm kiếm khi làm việc với ai đó. Họ có can đảm để đấu tranh cho cuộc sống của mình không và có đủ tự chủ để thấy nó hoàn thiện hay không? Có thể được làm việc với mọi người quanh thế giới, du hành và tự trải nghiệm trực tiếp ý thức đang dần phát triển của mọi người về việc kiểm soát sức khỏe của họ và không sẵn sàng để bị ngâm thuốc đến khi phải khuất phục, thật sự rất thú vị. Đây là khoảnh khắc, là điểm vào. Tôi không bao giờ chần chừ trong đời vì tôi không bao giờ nghĩ là tôi không thể đạt được bất cứ mục tiêu nào nếu mà tôi sẵn sàng cố gắng 100%. Richard Helfrick, Marcus Brocken. Xin chào, tôi trở lại rồi đây. Bạn có thấy được các đặc tính chung của 3 người trên không? Tôi hy vọng là có, và tôi hy vọng là giờ bạn đã có chút can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của bạn và cuối cùng cũng bắt đầu làm việc mà bạn ở đây để làm. Tất cả những gì bạn cần làm là tận tâm 100% với bạn và trái tim bạn. Không sợ hãi, hãy học hỏi từ các lỗi lầm. Chúng là những món quà của bạn. Hãy giúp đỡ những người khác và học cách cho đi. Đừng sợ hãi là sẽ mất đi điều gì, bởi vì thực tế thì đằng nào cũng chẳng có cái gì thuộc về bạn. Tiền bạc và của cải không phải là cái bạn sở hữu. Nó được giao phó cho bạn bởi vũ trụ để làm những điều vĩ đại.
những hướng dẫn phải làm gì với nó được mã hóa trong tế bào của bạn dưới dạng khao khát. Đó là tiếng nói chuyện với bạn từ sâu trong trái tim, chứ không phải trong đầu. Một khi bạn bắt đầu lắng nghe nó và có sức mạnh cùng lòng can đảm để làm theo nó, vũ trụ sẽ cho bạn tất cả tài nguyên và quyền lực mà bạn cần để làm những điều bạn tồn tại để làm. Bạn được đưa đến đây vì một lý do. Ngay khi bạn khuất phục trước một mục đích cao hơn là lúc cuộc sống thực sự của bạn bắt đầu. Một cánh cửa mới được mở ra chào đón bạn đến với thế giới mới. Ta đang tiến vào một thời đại mới của sự hiểu biết. Tất cả mọi sinh vật sống đều xứng đáng có được hạnh phúc. Ngay lúc này, thế giới này đang mất cân bằng và tất cả những giống loài khác trên hành tinh đang bị tổn thương bởi vì một giống loài cụ thể, người, đang sợ hãi. Thực tế sợ hãi đến mức mà giống loài đó bảo vệ bản thân nó bằng những rào cản. Nó muốn sự đảm bảo, vậy nên nó tích tụ đủ thứ phi tự nhiên để trốn vào và phủ quanh nó. Nó che chắn cơ thể mình bằng quần áo và trang điểm, rồi bao quanh bằng nhà ở, rồi bảo vệ bằng cổng, tường, khóa, vũ khí, một hệ thống bảo an và một chính sách bảo hiểm. Nó che giấu và bảo vệ những suy nghĩ và cảm giác thật sự của nó, ngay cả từ bạn đời. Thậm chí nó còn che giấu cảm xúc của mình khỏi chính bản thân nó. Tại sao? Nó đang trốn tránh điều gì vậy? Nó đang cố bảo vệ bản thân nó khỏi điều gì? Câu trả lời trớ trêu đó lại có thể được tìm thấy trong những bộ phim đáng sợ nhất. Điều mà ta sợ hãi nhất đã ở ngay trong nhà rồi. Thực tế, nó ở ngay trong ta. Điều mà ta sợ hãi nhất là sự thật, rằng có thể là ta không đủ giỏi, vậy nên là ta đã dành cuộc đời mình để chứng minh giá trị của bản thân cho những người khác thấy, để chứng minh rằng ta đủ tốt. Đủ tốt cho điều gì? Là một đứa trẻ, chúng ta ngưỡng mộ cha mẹ chúng ta. Chúng ta cố để giành được sự tán thành của họ. Họ cho chúng ta sự sống. Chúng ta muốn chứng minh rằng ta xứng đáng để được sống. Chúng ta không muốn làm kẻ tốn chỗ và tài nguyên. Giờ ta đã có cơ thể của người lớn, nhưng ý thức của ta vẫn còn là một đứa trẻ, cố gắng để có được sự tán thành của người khác, vẫn cứ cố gắng để chứng minh rằng ta không phải là kẻ làm tốn chỗ và tài nguyên. Ta thấy đồng hồ kêu tích tắc, nhiều năm trôi qua và ta cảm thấy áp lực phải làm điều gì đó để chứng tỏ bản thân, nếu không thì sẽ bị vứt bỏ như kẻ thất bại, hay đó chỉ là do ta nghĩ vậy thôi. Không ai muốn làm một kẻ thất bại. Chúng ta đều muốn cảm thấy là ta có giá trị, rằng ta đóng góp cho cuộc chơi lớn của đời bằng cách này hay cách khác, rằng ta đã để lại dấu hiệu của ta, ta muốn được tôn trọng. Những kẻ nô dịch hóa người khác đều có nhu cầu muốn được tôn trọng tột cùng và cố để ép buộc người khác cho họ sự tôn trọng đó. Cái nhu cầu sâu thẳm là ta phải tồn tại vì lý do nào đó và phải được thừa nhận, vì điều đó là một đặc tính rất thâm thúy gắn với loài người. Động vật chỉ tồn tại mà thôi. Người cần một lý do để tồn tại. Nhận thức của chúng ta vừa là một món quà, lại vừa là một gánh nặng. Trong hàng trăm nghìn năm, nhận thức này đã luôn là một bí ẩn và những bộ óc vĩ đại nhất đã cố để giải mã nó. Chúng ta giờ chỉ mới bắt đầu nhận ra phạm vi hay cái mà ta sở hữu. Cho đến nay, kẻ khống chế cuộc sống của ta là một đứa trẻ ấu trĩ và tất cả những điều quanh ta. Trên thực tế, đã đưa thế giới này đến bên bờ vực diệt vong. Cho đến nay thì tâm trí loài người chưa có sự tập trung đích thực nào, và do sự thiếu cân bằng này, hơn 95% loài người đang nghèo túng và bị nô dịch hóa trong sự mờ mịt và sợ hãi. Còn về 5% khác, có rất nhiều quyền lực và của cải nhưng lại chẳng biết phải làm gì với chúng. Trong khi đó, cả thế giới tự nhiên đang bấu víu trong tuyệt vọng chờ cho chúng ta chỉnh đốn lại công việc của mình. Động vật và thực vật đang bị đầu độc trong khi ta ngồi một chỗ lo lắng về những hóa đơn nhỏ nhặt của mình. Điều gì đó phải thay đổi và nó đang thay đổi. Như bộ phim điện ảnh vĩ đại nhất từng được làm, cuối cùng ta cũng nhận ra rằng câu trả lời cho mọi vấn đề của ta vẫn cứ luôn nằm sâu trong thâm tâm ta ngay từ đầu.
và điều khiến sống lưng ta ớn lạnh hơn là nguồn gốc mọi vấn đề của ta, tâm trí con người với những sự thiếu tự tin của chúng, cũng chính là cái sẽ cứu chúng ta và lật chuyển tình thế. Chúng ta chỉ mới bắt đầu nhận ra rằng ta đang mang trong mình món quà vĩ đại nhất của vũ trụ. Chúa tạo ra kiệt tác là chúng ta và đã luôn ngồi đó cười, chờ đợi khoảnh khắc này. Trong ta là nguồn lực mạnh nhất của vũ trụ, quyền năng tạo ra bất cứ điều gì. Chúa đã ban cho ta món quà tối cực. Tâm trí của ta có thể tạo ra bất cứ thực tại nào mà ta muốn và ta còn chưa phải dùng đến 1/1000 sức mạnh của nó. Hạt đã được gieo trồng từ rất lâu về trước rồi và giờ thì nó mới bắt đầu tỉnh lại. Giờ đã đến lúc rồi đấy, sự thức tỉnh đã bắt đầu. Con sâu bướm xấu xí mà đã tàn phá lá cây, hủy hoại môi trường, đang bọc kén cho chính nó và co sập, kinh tế sụp đổ. Cơ thể nó dùng để làm nguồn thức ăn, tái cấu trúc nội tại như một thực thể mới sẽ phá vỡ lớp vỏ cũ cứng, hàng rào bảo vệ cũ của sự thiếu tự tin và nỗi sợ mà ta đã dựng lên quanh mình và nhô ra về phía ánh sáng như một sinh vật sống mới, bươm bướm. Một thực thể của cái đẹp và sắc màu, một thực thể không còn bị mắc kẹt trong việc bò và ăn lá cây. Thực thể sống mới này hút mật của hoa và có khả năng bay với những chiếc cánh xinh đẹp tuyệt vời đến bất cứ nơi nào chúng muốn, từ hoa này sang hoa khác. Đây là điều tương tự với sự thịnh vượng đích thực. Bạn đang ở đây vào thời điểm vĩ đại nhất của lịch sử loài người, các bạn của tôi ạ. Sự thức tỉnh vĩ đại và ngay lúc này trong bạn là chiếc chìa khóa, nguồn lực hùng mạnh nhất trong vũ trụ. Từng bước một trên khắp thế giới, ta đều cảm thấy sự thôi thúc để được phục sinh. Chúng ta đang bỏ cái cũ đi để dành chỗ cho cái mới. Những thứ cũ kỹ, nặng nề đều đang bị lấy đi dù ta có muốn hay là không. Chúng ta đang nhẹ nhàng hơn. Ý thức của ta đang tăng dần trong tần số. Cả thế giới này đang di chuyển từ sự sợ hãi đến lòng can đảm. Khi tần số được nâng cao, sự chán nản và giận dữ của ta được chuyển hóa thành sự tha thứ và tình yêu. Và do đó, chúng ta cuối cùng cũng được trao sự thịnh vượng mà ta biết đó là quyền của ta ngay từ đầu. Chúng ta không còn ở đây để chỉ bò và hủy diệt nữa. Chúng ta ở đây để xinh đẹp và vút bay. Khi bạn thay đổi, cả thế giới cũng thay đổi. Bạn muốn thế giới này trở thành điều gì thì bạn phải tự trở thành điều đó trước. Bằng cách tiếp sức mạnh cho bản thân, bạn tiếp sức cho những người khác, khiến một hiệu ứng mắt xích diệu kỳ vận hành mà khiến cả thế giới chuyển hóa. Có đủ các phép màu, cái đẹp và sự thịnh vượng trên thế giới này cho tất cả mọi người. Đừng sợ hãi sẽ bị thiếu điều gì. Cả thế giới này và tất cả mọi người tồn tại trong đó đều xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi không bảo là tất cả mọi người trên thế giới đều phải ở trong một biệt thự. Hầu hết mọi người đều không cần hay không muốn như vậy. Tôi quen với những người giàu mà đã từ bỏ tất cả mọi thứ để sống trong lều cỏ ở Fiji và sống nhờ vào dừa. Có hàng triệu người đang bên bờ vực đói khát, trong khi những người ở Mỹ sống trong những ngôi nhà xinh đẹp vùng ngoại ô, lái những phương tiện giao thông lớn và chẳng làm gì khác ngoài phàn nàn. Nếu những người đói khát đó có thể được tăng tiến vài cấp độ ở chỗ có nước và thực phẩm sạch, cũng như có một mái nhà che mưa che nắng, thì với họ điều đó cũng giống như là có một biệt thự đối với ta. Tất cả đều có liên hệ với nhau. Đây là điều quan trọng. Chỉ vì có những người nghèo đói thì không có nghĩa là bạn không nên thành đạt và sống cuộc sống tốt. Nói cách khác thì bạn hãy đọc lại cuốn sách này một lần nữa. Người nghèo tốn nhiều tiền hơn người giàu vì hầu hết những cái người giàu sở hữu đều là một sự đầu tư chứ không phải là một vật phẩm tiêu hao mà mất đi giá trị của nó ngay khi bạn mua nó. Bạn có càng nhiều quyền lực thì bạn lại càng có thể làm được nhiều điều tốt hơn. Và quyền lực đó bắt nguồn từ đâu? À đúng rồi, trái tim của bạn. Nếu trái tim của bạn muốn có một chiếc xe đẹp để cảm thấy vui thì tốt thôi, hãy đi mua một chiếc. Nếu đó là điều cần làm để cường hóa để bạn có thể giúp hàng triệu người phía bên kia đại dương.
Đừng bao giờ nhìn vào những cái tiêu cực, hãy luôn nhìn vào mặt tích cực. Đó là cách duy nhất để thế giới mới có thể vận hành. Hãy ngừng tất cả các cảm giác tiêu cực, ghen tị và xấu xí lại. Chúng sẽ chỉ đem những điều tương tự đến với bạn. Chúc người khác được thành công và bạn sẽ được hồi báo đúng như thế. Tôi nhớ khi tôi buồn, tôi sẽ đến sân bay và tìm kiếm cảm giác kích thích từ sức mạnh của những chiếc máy bay phản lực. Tôi sẽ lấp đầy các tế bào của tôi với năng lượng từ nguồn lực hùng mạnh của chúng và khả năng bay vút phía trên những tầng mây đến bất cứ nơi đâu trên thế giới của chúng. Tôi đến chốt bay cuối và hấp thụ năng lượng của tất cả những người đang được đoàn tụ và cảm giác hạnh phúc của họ. Nhà của tôi ở Vegas và ở ngay trên đường bay của những chiếc máy bay tư nhân. Mỗi khi nghe tiếng động cơ máy bay gầm lên phía trên không trung, tôi lại hoan hô. Chúng khiến tôi hứng thú. Nó như là Tom Cruise trong bộ phim Phi công siêu đẳng vậy. Phóng như bay bên đường băng bằng chiếc xe gắn máy của anh ấy khi những chiếc máy bay tiêm kích cất cánh và cổ vũ cho chúng. Tôi đã biết là một ngày nào đó tôi sẽ được bay bằng những chiếc máy bay đó và tôi đã làm được. Nó cường hóa cho tôi và khiến tôi cảm thấy là tôi có thể làm được tất cả mọi việc. Sức mạnh này cho tôi năng lực và nguồn cảm hứng để bắt đầu chữa trị thế giới. Khi bạn vẫn sử dụng những món quà của thế giới để làm điều tốt, bạn đang đi trên con đường đúng đắn. Hãy nhớ rõ điều này. Không thành vấn đề khi ta vinh danh cuộc sống. Chúng ta có hàng đống những khác biệt cần phải tạo ra trong một khoảng thời gian có hạn. Thế nên hãy giảm nhẹ gánh nặng của bạn, thu xếp đồ đạc và ra ngoài thế giới ngay hôm nay. Đừng viện cớ gì nữa. Hiện tại ta đang sử dụng tiền giấy. Điều này có thể thay đổi vào tháng tới. Nó cũng chẳng quan trọng. Bất cứ điều gì được dùng làm tiền tệ, cuối cùng rồi cũng sẽ được dùng một cách công chính, bởi vì thứ duy nhất trường tồn là sự thật. Tất cả những thứ khác đều sẽ rơi mất. Đó là quy luật của tự nhiên. Chỉ có chân lý là có thể tồn tại, và biểu hiện lớn nhất của chân lý là tình yêu. Chúc phúc cho mọi người, dù họ có là ai chăng nữa, và vũ trụ sẽ đáp trả cho bạn thật hào phóng. Tâm trí và trái tim của bạn là kết nối Internet chung cực. Nó được kết nối trực tiếp với khởi nguồn của tất cả sự sáng tạo. Bạn không thể nói dối, gian lận hay che giấu sự thật nữa vì đã có kết nối này. Bất cứ điều gì bạn cảm thấy cũng sẽ ngay lập tức được những người quanh bạn cảm thấy và nghe thấy. Vậy nên điều bạn đưa ra rồi sẽ quay lại với bạn ngay lập tức. Vậy nên hãy tập trung năng lượng của bạn để trở thành người tốt nhất bạn có thể. Loại bỏ những điều đang kéo bạn về sau để bạn có thể cất cánh bay lên. Cho đi như chưa từng được cho đi. Vượt lên tất cả sự kháng cự và sợ hãi để trở thành bạn thành công nhất có thể mà tác động lên và giúp đỡ những người khác. Và đổi lại, bạn sẽ được trao một vương quốc mà bạn không bao giờ có thể tưởng tượng là mình có thể được sống trong đó. Dù bạn nghĩ sự thịnh vượng là gì, nó cũng sẽ chẳng thể so sánh được với nơi mà bạn sẽ đến sau một thời gian ngắn nữa. Hãy buông bỏ, trở thành con người đáng tôn kính nhất bạn có thể. Bắt đầu với người ở ngay cạnh bạn, ngay lúc này. Hãy làm họ bất ngờ bằng một món quà vinh dự, rồi tiếp tục với những người kế tiếp. Cho vũ trụ thấy rằng bạn là một con người mới, người mà nghiêm túc về việc tạo ra sự khác biệt. Không còn là những suy nghĩ tiêu cực nữa, bởi vì nhiệm vụ của bạn là quá quan trọng. Thế giới cần càng nhiều người càng tốt để nâng cao tần số, thành công và phát đạt. Bằng cách đi lên, bạn kéo những người khác lên cùng với bạn. Không còn để cho bản thân bạn bị kéo xuống cấp độ của những người khác nữa, đó là lúc để họ đi lên tầng thứ của bạn. Thế nên, hãy đi lên và thành công. Đó là nghĩa vụ của bạn. Thế giới này cần ánh sáng của bạn. Hãy tỏa sáng đi. Giới hạn duy nhất cho sự nhận thức của ta về ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta hôm nay. Franklin D. Roosevelt. Thành công không phải là công thức. Nó không phải là một vật. Đó là bạn là ai. Ngừng việc theo đuổi tiền tài đi. Hãy tập trung vào bạn. Bạn phải biết bạn là ai
và sẵn sàng đấu tranh cho điều bạn ở đây để làm. Tất cả những người thành công trên thế giới đều tìm được sức mạnh để là chính họ, dù cho những người khác có nói gì chăng nữa. Hãy nhớ, tất cả những sự kháng cự bạn đang gặp chỉ là một thử thách để xem bạn có đủ mạnh để nắm giữ sự giàu có đang chờ đợi bạn không. Cả thế giới này quanh bạn đều là một thử thách. Hãy quên chuyện nền kinh tế đang như thế nào đi. Những người giàu có nhất trên thế giới trở nên giàu có vào các thời kỳ khó khăn. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại điều đó. Một bậc thầy là người có thể lấy điều gì đó có vẻ như là tiêu cực và biến nó thành một điều gì đó tích cực. Và điều duy nhất ngăn cản bạn làm đúng như vậy là sự hoài nghi, ngờ vực và sợ hãi. Hiện tại, bạn đã có tất cả mọi thứ mà bạn cần để bắt đầu thành công. Tôi đã từng trần trụi ở sa mạc với hai bàn tay trắng và chỉ trong một tháng thì tôi đã lái chiếc xe Ferrari. Tất cả những gì bạn cần làm là cảm nhận được ngọn lửa trong bạn như Rocky, nghe bài nhạc nền vang lên trong tim bạn, thức dậy vào 5 giờ sáng và bắt đầu dậy. Có một nhà vô địch bên trong bạn đang chờ cơ hội để xông ra. Nó đã bị xích lại quá lâu rồi. Đây là cơ hội để bạn tuyên bố vị thế của mình trên thế giới. Cho chúng tôi biết bạn là ai, khiến chúng tôi tự hào. Bắt đầu từ ngay bây giờ, bước ra khỏi vùng an toàn và vào ánh đèn. Cả vũ trụ đang theo dõi và sẵn sàng chống lưng cho bạn một khi là bạn chứng minh được rằng bạn có quyết tâm mạnh mẽ và tận tâm bằng tất cả hoặc không gì cả ngay bây giờ. Cho thế giới thấy bạn là ai ngay bây giờ. Nếu có ý chí thì sự thịnh vượng cũng không còn xa đâu. W.C. Fields. Chào đón con người mới của bạn. Bạn không thể chỉ nói luyên thuyên và gào khóc và tuyên bố những gì bạn muốn. Điều gì đó trong bạn phải chấp nhận rằng đó là trách nhiệm của bạn để hoàn thành việc đó. Bạn cần phải tự nhủ với chính mình rằng bạn đã chán phải chờ đợi người khác rồi. Bạn cần phải nhìn vào tình huống này như thể là không ai khác sẽ làm giúp bạn. Họ đều bị mắc kẹt trong các vấn đề của họ hết rồi. Người duy nhất có thể giúp bạn chính là bạn. Đừng chờ đợi nữa. Đằng nào cũng chẳng ai biết cách làm điều đó tốt như bạn cả. Nó chưa từng được làm trước đó theo cách bạn sẽ làm. Vậy nên, hãy lập kế hoạch và bắt đầu làm điều đó. Bạn là Noah, hãy đóng con thuyền, cho mọi người thấy là bạn có thể làm điều đó. Lấy một ít giấy và thiết kế kế hoạch đi. Nghĩ ra từng chi tiết một, hãy để nó ám ảnh bạn. Đây không phải là một sở thích, đây là lý do bạn ở đây. Đừng sống vì người khác nữa, mà hãy làm việc mà bạn tồn tại để làm đi. Thế giới cần những người như bạn để gây cảm hứng. Hãy là một tấm gương. Một cuộc cách mạng bắt đầu với việc một người bước một bước về phía trước, chống lại tất cả những người bước một bước về phía trước ngược lại với tất cả những người khác. Và đoán xem nào, đó là tất cả những gì cần làm. Khi những người khác thấy bạn bước bước đầu tiên đó, nó sẽ khiến họ nổi da gà. Một số người sẽ gia nhập vào bạn. Đột nhiên, bạn có được sự giúp đỡ. Nếu bạn lắng nghe lời kêu gọi đích thực của bạn và đi bước đó và sống thật với sự chính trực tuyệt đối, thì cả vũ trụ sẽ đứng sau lưng bạn và bạn sẽ thay đổi thế giới. Vũ trụ chỉ muốn thấy bạn bước đi bước đầu tiên đó. Nó muốn thấy bạn nghiêm túc, nó muốn thấy được bạn quyết tâm. Ngay khi bạn đã chán với cái cách mọi thứ luôn như vậy và không chịu đựng được một chút nào nữa mà nói, chỉ thế thôi, tất cả sẽ thay đổi ở đây và ngay bây giờ. Hãy nhìn xem đi thế giới, tôi đã được kích hoạt. Đó là khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ thay đổi. Bạn có thể cảm thấy điều đó, không điều gì còn giống như trước nữa. Nó như thể là bạn đã di chuyển đến chiều không gian khác với năng lượng khác biệt. Diễn viên trông vẫn như vậy, nhưng bộ phim thì hoàn toàn khác. Chào mừng đến với thế giới thực tại, lượng tử. Bạn vừa bắn bản thân mình vào một phim khác, và bây giờ bạn là anh hùng, chứ không phải là nạn nhân nữa. Bạn nắm giữ tất cả mọi thứ, sức mạnh và điện kêu tanh tách trên các đầu ngón tay bạn, và lửa bắn ra khỏi mắt bạn. Tất cả mọi người đều đang chờ lệnh của bạn. Bất cứ điều gì bạn muốn lúc này đều đang cụ hiện hóa. Với những người khác,
thì nó trông có vẻ như là phép màu. Họ cười và vinh danh bạn. Họ muốn có điều bạn có. Bạn là nguồn cảm hứng của họ, sức mạnh của họ, ánh sáng của họ, và bạn không cần phải rút kiệt năng lượng của mình cho họ nữa. Tất cả những gì bạn đang phải làm là chính bạn. Đó là điều họ muốn và cần. Đó là điều mà vũ trụ muốn và cần. Bạn được thiết kế vì một lý do, một mục đích rất đặc biệt. Công việc của bạn là tạo cảm hứng cho tất cả mọi thứ quanh bạn với năng lượng tích cực của bạn. Cách bạn làm điều này chỉ đơn giản là cứ luôn là chính bạn và theo đuổi ước mơ của bạn cũng như biến nó thành sự thật. Công việc của bạn không phải là theo đuổi giấc mơ của ai khác. Công việc của bạn là sống thật với bạn. Có thể điều đó có nghĩa là liên minh với ai đó hay điều gì đó. Đó cũng tốt thôi, chỉ cần bạn vẫn làm điều mà bạn được thiết kế cho. Có thể đó chỉ là trở thành một thợ sửa ống nước giỏi. Tất cả những thành viên trong đội đều có một nhiệm vụ đặc biệt, và những người giỏi là vô giá. Đó là điều khiến các đội thắng giải vô địch. Nhưng đây không phải là một cuộc thi đấu, đó là một bữa tiệc chữa lành. Thế giới này cần bạn, và mỗi khoảnh khắc bạn chờ đợi là một giây bạn trì hoãn. Bạn đang từ chối không cho thế giới món quà đặc biệt của bạn. Bạn là một chú ngựa đua, tàu con thoi, máy bay tiêm kích đã được đổ đầy xăng và sẵn sàng để khởi động hết tốc lực và giải cứu thế giới. Đừng tầm thường nữa, đừng khiến vũ trụ phải xấu hổ. Xác nhận vị trí của bạn trên ngai vàng, bạn là hoàng tộc. Hãy bắt đầu đòi hỏi quyền lợi của bạn, nắm bắt quyền lực của bạn ngay lập tức, vì mọi người trên khắp thế giới đang lạc lõng và chết dần. Họ cần được hướng dẫn và chỉ phương hướng. Hãy hành động, hãy khiến vũ trụ phải tự hào. Đừng phí thêm một giây nào nữa. Giờ tất cả sẽ thay đổi. Khi mà bạn đọc dòng tiếp theo trong cuốn sách này, mọi thứ ở khắp mọi nơi đều sẽ thay đổi. Tất cả những điều bạn nghĩ làm thay đổi mọi thứ ở khắp mọi nơi. Đừng lãng phí cơ hội đó. Tình yêu và ánh sáng, Marcus. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa nghe xong tập cuối của quyển sách Bí mật của thịnh vượng của tác giả Marcus Rogan. Sách do em Lê Thu Hân và cộng đồng quyên góp kinh phí dịch và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.